Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh XLS Gamer. Hôm nay mình vừa tô màu hai bức tranh. Bức tranh đồ loa Titan này à, và Speaky Toilet nha. Và cả bức tranh đầu camera này à, và đầu loa Titan nha. Hôm nay mình nghe nói là đã ra tập Speaky Toilet phần 58 rồi. Nếu mà bạn nào đã xem rồi thì hãy ấn like và bình luận ở dưới mô tả nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào thôi nào, let's go. Oh my god, camera đu trên dây điện và cột điện này các bạn. Đầu Speaky Toilet đôi người. Trời ơi, tiếng bay của Speaky Toilet này à. Toilet bay này à, xiên. Hắn xiên camera này các bạn ơi. Xiên camera nha, và một cái hoa nha. Rồi, Titan đầu ra đến rồi, Titan Spectre đến rồi. Chiến đấu nào. Các bạn có để ý không? Có một người đàn ông thầm lặng đứng màu xanh ở trên tòa nhà trên kia kìa. Là người đàn ông này có thể là một bí ẩn sau điều khiển Titan Spectre này đó. Rồi, đã tiêu diệt được Toilet vũ trụ bay. Có rất là nhiều Toilet bay luôn. Tấn công vào Titan Đầu La. Nhưng Titan Đầu La không sao cả. Sức công bắt trở lại của Titan Đầu La rất là tuyệt vời. Có cả Titan TV Man này các bạn ơi. Có cả TV Man này à. Thật là hài hước quá đi. Ba camera đu ở trên điện nha. Ấn like nên nhìn trông khá là buồn cười. Và video đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn thấy video vui, video hay, hãy ấn like và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Goodbye.